Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại với Thảo Dung Auto Sài Gòn. Và hôm nay Dung gửi đến cô chú anh chị một chiếc xe trải nghiệm thương gia Kia Sedona. Và đây là phiên bản máy dầu cao cấp nhất, một bầu trời công nghệ luôn. Đây, anh chị nhìn form dáng nè. Xe này 2020 nha, cực kỳ đẹp luôn, mới đi 47.000 cây. Biển số tỉnh bên Dung bao lúc hồ sơ gốc. Những dòng mà Sedona này mà anh chị đi màu đen thì nhìn nó rất là ngầu. Đây, anh chị nhìn xa xa, nhìn dáng xe đẹp ghê không? 2020, đi 47.000 cây, bản dầu cao cấp nhất. Ghế thương gia, cửa lùa điện hai bên, cốp điện, ba vùng lạnh độc lập, nói chung là mọi thứ đầy đủ. Một bầu trời công nghệ cho chiếc xe này là rất là xứng đáng luôn anh chị. Và chiếc xe này thì hôm nay bên Dung cắt lỗ rồi, chỉ còn 970 triệu, giá có thương lượng thêm khi anh chị liên hệ trực tiếp với Dung nha. Đó, một vòng quanh thân xe để anh chị xem form dáng nước sơn đồ còn rất là đẹp nha. Xe mới 47.000 cây thôi. Đó. Đây, xe này bữa giờ đậu thì nó hơi bụi một tí, với lại có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. Còn lại thì tất cả đều nguyên zin. Keo chỉ, động cơ, hộp số, tất cả mọi thứ đều nguyên zin nha. Anh chị khuyến những cái xe mà giá trị lớn như thế này thì khuyến khích anh chị mình ra test hãng là nó yên tâm nhất. Hoặc là có người thân, thầy thợ, người quen nào đó biết xem xe thì đi theo cùng để xem xe cho nó dễ nha anh chị. Rồi, một vòng quanh thân xe mình sẽ thấy một cái form dáng rất là to. MPV cỡ đại rồi, nó rộng nhất phân khúc lớn. Xe to lắm anh chị, rất là đẹp, rộng rãi, thoải mái. Bây giờ mình đi vào chi tiết xem những công nghệ đang có và chất xe này nó như thế nào nha. Đây, đường dập nổi trên capo nè, mới tinh luôn nha. Cụm đèn nè, bóng thì bóng mà full led rồi anh chị. Đèn gầm nè, thiết kế nè, mấy cái bi đèn nhìn rất là đẹp ha. Kẽn rồi cũng không có thấy chày xước gì. Bên Dung cũng đã làm đẹp cho mình rồi, tách ẩm, khử mùi, diệt khuẩn đầy đủ hết. Anh chị lấy về đi thôi, cảm biến rồi rửa kính rồi này kia ha. Đây, ngôn ngữ thiết kế thì chắc anh chị quá quen rồi, bây giờ Sedona thì bên Dung về bán cũng rất là lẹ. Có chiếc này là do không biết sao nó chắc màu đen hơi khó bán nên là bây giờ cắt lỗ luôn để làm xe khác. Đó, đèn zin theo xe, mới tinh nè, chắc nịch ha, rất là đẹp. Rồi, đường dập nổi bên này. Đó, mọi thứ mới nguyên nha, xe màu đen. Rồi, 47.000 cây, anh chị xem mâm vỏ nè, mâm to, mâm 18 ha. Vỏ Michelin ha, rất là xịn sò. Đây, ga gió đâu nè. Đó. Hiện trạng chất xe có làm sao thì Dung qua như vậy để mình xem mình dễ cân nhắc nha. Rồi. Gương bên này thì phụ kiện bên ngoài thì có dán phim thôi nha. Xe đây mình xem qua keo chỉ cửa này. Đây. Chị nhìn nè. Đó, bao đẹp luôn. Rồi. Tapi da. Đó. Cái này ốp gỗ nè, đẹp lắm. Bề bước chân cũng không có thấy chày xước gì. Mấy cái bản lề thì nguyên bản rồi. Ghế chỉnh điện hai bên, có sửa ghế và làm mát ghế hai bên luôn. Chiếc xe này nó rất công bằng anh chị, ai cũng được trải nghiệm sung sướng của chiếc xe này hết nha. Không ưu ái một bên nào, cả hai bên đều như nhau. Đó, phía trước phía sau nữa. Rồi ghế da anh chị thấy còn rất là mới nè. Mấy cái lỗ này còn nguyên, không hề nổ luôn nha, mới tinh tinh tinh. Táp lô nè, còn nhám nè. Cửa gió thì chắc chắn. Đó, ba vùng lạnh độc lập. Ai muốn chỉnh bao nhiêu thì chỉnh, xe cũng đã được lên camera hành trình rồi. Đây. Ba vùng lạnh độc lập nha, hai vùng bên này và phía sau. Rồi. Phanh tay điện tử auto hold luôn nha anh chị, tiện nghi lắm. Rồi, cần số của mình nè. Đó, cái này là sửa ghế làm mát ghế hai bên. Con ngựa để bệ thì tay rất là dài. Rồi đây. Anh chị nhìn phía sau nè. Đây, điểm ăn tiền, ghế thương gia, có lối đi ở giữa, rất là thoải mái luôn nha. Nhất là những có người lớn, chở người lớn đi hoặc là có trẻ con thì đi tung tăng trên xe là thoải mái luôn. Hai cửa sổ trời trước sau anh chị, ở phía sau, phía trước gì cũng được cắm cảnh hết chứ nó không có ưu ái bên nào hết. Đó, cửa sổ trời. Chất ghế còn rất là đẹp ha. Cửa lùa điện hai bên. Đó, tiện nghi lắm. Chiếc xe có rất là nhiều điểm ăn tiền. Anh chị nhìn nè. Đấy, hàng ghế có lối đi ở giữa, còn cái ghế này thương gia, nằm ngồi rất là thoải mái luôn nha. Nè. Đó, ngã ra phía sau thoải mái luôn. Đây, bản lề cửa rồi thì yên nguyên. Cửa điện. Đây. Cửa sổ trời phía sau ha. Đó, ngồi phía sau ngắm cảnh thoải mái, và cửa gió ở đây, phi vu, chỉnh được nhiệt độ ở đây luôn nha anh chị. Đó, người ngồi phía sau vẫn chỉnh được và chỉnh được cái ghế ở đây luôn nè. Đó,
Và hàng ghế phía sau thì mình ngồi được 3 người nha anh chị. Đó, cũng rất là rộng rãi luôn. Xe này là đảm bảo độ riêng tư, ví dụ hai người ngồi hai bên, điện thoại ai nấy bấm là không có ai phiền tới ai luôn ha. Còn là trẻ con ngồi thì nó cũng không có ngồi gần nhau để nó kiếm chuyện với nhau, nó dây lộn này kia. Đó là khách hàng của Dung chia sẻ lại như vậy ha. Cho riêng tư dễ. Đó, rồi anh chị thấy có rèm che nắng không theo xe luôn ha. Xe rất là riêng tư. Đó. Rồi chiếc xe này mà khi mà anh chị bước lên xe, ngồi lên đây mà trời mưa phải không, thì anh chị đưa cái dù ra phía trước, mình thụp cái dù xuống. Đó là bên trong này không hề bị ướt nha, thoải mái lắm. Đó là điểm ăn tiền trên chiếc xe này. Anh chị thấy phơm dán nó to kinh khủng không? À. Rồi vỏ sau nè anh chị. Vỏ sau thì vỏ mắc xít. Đây, gai vỏ sau thì thay rồi, gai gió còn nè. Hiện trạng sao thì Dung báo vậy để mình dễ dàng cân nhắc nha. Rồi cụm đèn phía sau thì thiết kế quen thuộc, cũng mới tinh nè. Đây, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ, cốp điện. Đó, bản phun dầu cao cấp nhất thì rất là tiết kiệm nha anh chị. Đây, anh chị xem nè, keo chỉ cốp nè. Đây, mới tinh nè. Đó. À, mọi chi tiết còn nguyên bản hết ha, đúng chuẩn luôn, zin nguyên bản. Rồi ghế này anh chị thấy nè, khi mà có thể gập phẳng xuống được luôn, còn khi mà mình để như vậy mình vẫn có một cái cốp rất là rộng để đồ thoải mái ha. Nè, cái khoang hành khách của mình anh chị thấy nó rộng ghê không? À, đẹp lắm nha, cốp thì rộng. Đây, mở đóng mở cốp chỉ với một chạm. Mấy cốp điện thì anh chị đừng có nắm nghịch lên nha, nó hư đó. Có cốp điện thì mình xài cốp điện, mở đóng mở nhẹ nhàng. À, máy dầu, vỏ này thì vỏ Michelin này, chị thấy nè. Đó, những cái rãnh còn rất là sâu, hay đi thoải mái. Xe có mấy vết xước xước lông mèo ở đây. Rồi khoang hành khách phía bên này, đây anh chị, ra nắng nhìn xe đẹp ghê luôn. À, này chỉnh nè, chỉnh cũng được nhiều tư thế lắm, ngã gặp rồi cũng rất là thoải mái. Ghế da nội thất thì anh chị thấy còn mới tinh nè. Đó, xe mới đi 47.000 thôi, rất là đẹp luôn, rộng rãi thoải mái. Rồi ví dụ như là có người thân mình ha, đi ngồi hai ghế này, phía sau ngồi có người nữa thì xuống xe thì ở phía sau đi xuống thoải mái, không có phải mà gặp ghế rồi này kia nha, rất là thoải mái luôn anh chị. Đó là những cái điểm ăn tiền trên chiếc xe xe Luna này. Xe này mua chở gia đình đi thì quá tuyệt vời rồi, hoặc là chở sếp, thường các công ty hay thuê hoặc là thuê, mua hoặc là thuê mấy cái xe này để chở sếp nước ngoài á, rồi họ rất là thích. Đây keo chỉ cửa này anh chị nha. Táp lô rồi còn mới tinh, cửa thì kính thì auto tất cả, on auto, mấy cái phím này anh chị thấy 47.000 cây còn mới tinh không? Xe thì cũng nhớ được hai vị trí ghế nha. Này ghế chỉnh điện có bơm lưng luôn, rất là tiện nghi. Nè, cái ni lông này còn luôn nè anh chị. Đó, chiếc xe giữ gìn nâng niu. Xe này thời điểm mua thì Dung mua lúc đó nó cũng khá là cao nha, nên là bây giờ là giá này là bên Dung cắt lỗ rồi, nên anh chị quan tâm thì nhớ gọi giùm Dung. Xe màu đen, rất là ngầu luôn. Đây, các tính năng an toàn đầy đủ nha. Đây, vô lăng ốp gỗ bọc da, và cái da này nó rất là êm anh chị này. Rồi, vô lăng nè, ốp gỗ xịn sò lắm, chắc nịch nè, ga tự động 47.000 cây. Đó, km chuẩn. Thiết kế này thì nó vuốt dài qua tới bên kia, nhìn nó rất là đẹp. Đó, ốp gỗ nhìn sang trọng lắm nè. À, rồi, ba vùng lạnh độc lập ha, hai bên và phía sau, thoải mái luôn, ai cũng mát. Rộng rãi, thoải mái, tiện nghi, cửa sổ trời trước sau, cửa lùa điện hai bên, cấp điện, tiện nghi công nghệ đầy đủ, 47.000 cây, Kia Sedona, trải nghiệm thương gia, 970 triệu, xe 2020, biển số tỉnh, màu đen, bên Dung bao rút hồ sơ gốc, anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi giúp Dung nha, bên Dung thì cũng còn nhiều xe nữa, giá cũng đang cực kỳ tốt, đặc biệt là những dòng Mazda thì bên Dung đang có nhiều, anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi giúp Dung nha, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video lần sau, xin chào.